lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thôi đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hàn. Phần lấy Chúa con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thâm giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắm lên trong con tim con. Này con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng vũ hoàng, là con đến để dâng hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em con. Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không thôi đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng thì nó sẽ sinh ra nhiều bông. Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không thôi đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng thì nó phát sinh ra nhiều bông hàn. Vẫn lấy Chúa còn biết thế, giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắm lên trong con tim con. Này con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng vũ hoàng, là con đến để dâng hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em con. Nếu quả tim nào nơi dương thế không biết yêu, không biết thương thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu quả tim nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng thì nó phát sinh ra nhiều hoa quả. Bạn lấy Chúa con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắm lên trong con tim con. Này con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng vũ hoàn, là con đến để dâng hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em con.